Xin chào anh chị ạ. Hôm nay thì chia sẻ tới anh chị về lá số nam mệnh dương lịch ngày 25 tháng 11 năm 1969, âm lịch 16 tháng 10 năm Kỷ Dậu sinh vào giờ Thìn, tức là khoảng 7 đến 9 giờ sáng. Năm Xem 2023, năm Quý Mão 55 tuổi. 55 tuổi thì bắt đầu bước vào một cái đại vận mới ở cung Tử Đách, từ 55 tới 64, từ 55 64. Đại vận này là gì? Vô chính diệu gặp tuần đắc tam không âm dương sáng chiếu xương khúc quang quý, thì về cơ bản là gì? Trong cát có hung, trong họa có phúc, trong phúc có họa, vân vân, cát hung lẫn lộn. Chúng nó chủ về bạo phát, bạo tàn, bất lợi liên quan đến mẹ, nếu mà còn mẹ, bất lợi liên quan đến vợ, bất lợi liên quan đến con gái, bất lợi liên quan đầu tư tiền bạc. Đó là đại vận đắc tam không, có gì? Có tuần không, có thiên không, rồi là có triệt không. Nhưng vì thái âm gặp hóa kỵ, gặp phục binh, thế nên là rủi ro liên quan tiền bạc, tình ái, mẹ, vợ, rồi là con gái, vân vân, nên thận trọng. Đại vận này âm dương sáng rất là đẹp, lại đắc tam không, lại có xương khúc quang quý, cũng tượng là nổi danh nổi tiếng. Nhưng vì đi về hoa kỵ thì nó chủ về gì? Tai tiếng và thị phi một chút, đầu tư là dễ phát sinh cái sự nhầm lẫn. Tiếp theo cơ đi về kỵ, đi về linh thì nó chủ về hao tâm tổn trí, hơi stress một chút. Các cái vấn đề liên quan đến bất an, mất ngủ một chút, đó là trong cái đại vận này. Tiếp theo, Quý Mão tuổi âm, âm nam mệnh đóng tại cung Mùi là cung âm, âm dương thuận lý, âm dương thuận lý. Nhưng đối với lá số này, mệnh không thân kiếp, tổ hợp mệnh tài quan rất rất nhiều sát tinh mà cung thiên di lại rất đẹp. Thế nên là cái sự thay đổi, cái bước ngoặt của cuộc đời này đối với lá số này là phải đi ra ngoài lập thân lập nghiệp phương xa. Đó là cung thiên di, liêm trinh, thất sắt, tả phú, bật tấu thư, tứ linh, rồi hóa lộc hóa quyền, lục hợp với hóa khoa. Mà cung nô bộc là gì? Là thiên lương, là lương dương xương lộc, là khoa, là lộc, là quang quý, là xương khúc, là đào hồng ủy. Ra ngoài rất có duyên với người khác giới, cấp trên, bề trên. Đó, ra ngoài cực kỳ hay, kết giao được với những người bạn bè cực kỳ tốt, cực kỳ trí tuệ, cực kỳ thông minh, sẽ có những cái lời tư vấn cho mình rất là hay đối với lá số này. Nô bộc lục hợp với cung thiên di, hai cung đều rất đẹp. Cái thay đổi cuộc đời của lá số này là phải đi ra ngoài, là phải kết giao bạn bè, cung nô bộc rất hay. Tiếp theo, mệnh thổ, cục mệnh tỷ hòa, cung thiên di đẹp, ra ngoài là gì? Tư tưởng, tinh thần, trí tuệ, sự năng động được phát huy, quý nhân trợ giúp, vân vân. Nói chung là mọi cái sự tốt đều nằm ở cung thiên di hết. Thế nên là nên lập thân lập nghiệp phương xa. Với cái tuổi này rồi thì tất nhiên là chúng ta xem để chiêm nghiệm lại, đúng không ạ? Nhưng mà cung thiên di phải nói là đẹp. Tiếp theo, sinh vào giờ Thìn, thân cư Tài Bạch, có năng khiếu kinh doanh. Mệnh lại có thiên phủ, thế nên là gì? Có năng khiếu về gọi là kinh doanh. Nhưng mà đối với lá số này thì không nên kinh doanh. Mệnh thiên phủ gặp không kiếp kình dương, rồi là hỏa tinh, cung quan lộc cũng rất là hay. Đó gì? Đó là lộc đi với mã, lộc đi với mã, nhưng mà gì? Gọi hỏa linh không kiếp kình đà, nên làm những ngành nghề liên quan chuyên môn, liên quan quản lý thì nó sẽ tốt hơn. Và nên làm ở những cái đơn vị nó có sự nghiệp nó to lớn một chút. Cái đây bản chất của thiên phủ là cái sự ổn định, sự chắc chắn, đôi khi là bảo thủ, cái tính thừa kế để phát triển nó rất là tốt. Thế nên là nên làm những cái cơ quan, rồi là môi trường, rồi là các cái tập đoàn, hoặc là gì trong môi trường nhà nước mà nó phát triển trên cục diện sẵn có thì là tốt nhất. Rồi thiên phủ bình thường thì là ôn dung thuận hòa. Thiên phủ thì gì? Trung niên có thể thời trẻ thì có thể là gầy còm ốm yếu, nhưng mà trung niên thì thường là béo tốt, mập mạp, đầy đặn. Thiên phủ thì tính là gì? Cẩn thận, làm việc thì có nguyên tắc, cũng chủ về chăm chỉ, chịu khó, cần cù. Thiên phủ là kho khố thì thích hợp làm công ăn lương, làm quản lý ở một cái đơn vị nào đó. Đấy, rất rất nhiều cái đơn vị quản lý thường phụ trách liên quan đến kho khố. Đấy, nhưng mà thiên phủ mà đi với không kiếp kình đà thì các cái vấn đề liên quan tiền bạc là dễ phát sinh lòng tham, rồi dễ có cái sự rủi ro về đầu tư, mạo hiểm và rủi ro. Phủ không kiếp lộc mã đi với lục sát tinh của cung quan, được cái mệnh này cũng có cái điểm rất hay, chỉ cần làm chuyên môn, làm quản lý là sẽ tránh được rất rất nhiều hung họa về cái mặt tiền bạc, về cái mặt đầu tư. Mệnh này là giáp âm giáp dương. Đấy, âm dương đại diện cho gì? Công danh, đại diện cho trí tuệ, đại diện cho tiền bạc, đại diện cho tình ái. Giáp ân quang thiên quý, nổi danh nổi tiếng. Rồi giáp xương giáp khúc cũng là chủ về tài hoa. Giáp âm dương, giáp xương khúc, giáp quang quý và cung thiên di đẹp thì nên lập thân lập nghiệp phương xa thì nó sẽ rất đắc cách. Đối với người có mệnh như thế này, không kiếp thì nóng tính, không kiếp thì cục tính, không kiếp thì gì? Liều lĩnh, táo bạo. Thêm một cái điểm hay của lá số này mệnh thổ ăn vào sau thiên phủ, thêm nữa có kình dương nhập miễu. Kình dương nhập miễu nó chủ về đàn ông, nó chủ về nam tính, nó chủ về gì? Suy nghĩ, nó chủ về việc làm hành động là gì? Là anh hùng. Đấy, nó chủ về quyền uy nữa. Khi kình dương ở tứ mộ, nó đắc địa, nó lại hợp với mệnh mình thì nó rất đắc cách. Mệnh cô thần quả tú mà đi với thiên phủ thì năng lực quản lý tiền tài là tương đối tốt thôi, không dám nói tốt hẳn. Đấy, thiên phủ đi với điêu khách và giáp xương khúc, rồi là giáp đào hồng thì cũng có cái
vấn đề liên quan đến đam mê thú vui gì đó, dễ phát sinh nghiện ngập ăn chơi một chút, thiên phủ đi với điêu khách. Nếu mà vào cái thú vui đam mê lành mạnh thì là tốt, còn không thì nói chung là rủi ro rất cao. Rồi tiếp theo vẫn là thiên phủ. Thiên phủ thì cá tính là ổn định, cá tính là chắc chắn, cá tính là bảo thủ, nói chung là chăm chỉ chịu khó với công việc của mình. Thiên phủ thì rất cũng là lãnh đạo, thế nên là cái tôi cao, cái tự ái lớn, có năng lực lãnh đạo, thích điều khiển, thích chi phối người khác mà không thích bị người khác chi phối mình. Nhưng mà thiên phủ thì vì là có cái tính bảo thủ chắc chắn một chút, cẩn thận một chút, hay suy nghĩ một chút, thế nên không thích hợp với đầu tư kinh doanh. Chỉ thích hợp với đầu tư kinh doanh trong ngắn hạn rút vốn nhanh, đặc biệt với cái tổ hợp thiên phủ mà đi với địa không địa kiếp. Cung quan lộc thì là gì? Có lộc mã thật, có lộc mã nhưng mà hội hỏa linh không kiếp kình đà, linh tinh của cung tật ách chiếu về, thì nói chung là rủi ro nó rất cao. Đấy là người mệnh như thế này. Tiếp theo mệnh lại có cô quả. Cô quả thì về cơ bản là kỹ tính một chút, cẩn thận một chút, nguyên tắc một chút, yêu cầu cao một chút, khó tính một chút, nhưng mà làm về lĩnh vực liên quan quản lý nghiên cứu thì lại rất phù hợp với mình nhá. Rồi tiếp theo mệnh này là gì? Lại có tả phủ bật. Khi đi ra ngoài liêm trinh tất sát thì với tả phủ bật thì năng động, nhanh nhẹn, tháo vát, thích xông pha, thích chiến đấu, thích vươn lên. Đó là thất sát, đó là tướng quân. Tướng quân ở nơi chiến trường, độc lập, cá tính, quyết đoán, nhiều khi là chuyên quyền độc đoán. Được cái có tả phủ bật cung nô sáng, thế nên ra ngoài quý nhân phù trợ, quan hệ đối nội đối ngoại, ngoại giao giao tiếp giao tế là tốt, có năng lực tác chiến, tổ chức, lập kế hoạch, vân vân. Đấy là người mệnh như thế này, thiên di như thế này. Phải nói là cung thiên di của lá số này thực sự rất là đẹp. Người thiên phủ thì về cơ bản là độc lập về tài chính, độc lập về tính cách, có khả năng là phát triển, là tuần tự đi lên, nói chung là có tương đối bảo thủ, không dám thay đổi cho lắm, thế nên không thích hợp với kinh doanh đường dài, không thích hợp với làm chủ là toi ngay với cái tổ hợp mệnh này. Mệnh tài quan không kiếp hỏa linh kình đà, quá nhiều sát tinh, thế nên là gì, thôi cứ làm quản lý lãnh đạo điều hành là tốt nhất. Thế là hạn chế khoe khoang một chút, hạn chế thể hiện một chút, tại vì nó khá là bất lợi đối với sếp và cấp trên. Khi mà cung phụ mẫu có khôi việt, có ân quang thiên quý rất là hay, nhưng mà vướng và còn hòa kỵ, dễ phát sinh thị phi, hiểu lầm, rồi là ghen ăn tức ở, rồi là nói xấu sau lưng, vân vân, đè nén rồi chèn ép, vân vân. Rồi tiếp theo thân cư tài bạch, cũng may là gì, cũng may là có tuần là 1, có địa không là 2, có triệt không là 3. Đó, có 3 cái không thì nó chủ về bạo phát bạo tàn. Nếu kinh doanh làm ăn buôn bán mà đi con đường dài thì nhất quyết là bạo phát bạo tàn, xong hao đi với không kiếp, đi với kình dương, thu thì ít mà chi thì nhiều, rồi cuối cùng tuế phá thiên khốc thiên hư, chủ về buồn phiền, chủ về bất mãn về tiền bạc. Tiếp theo cung tài bạch vô chính diệu được đắc tam không. Lá số này rất có cái điểm hay là gì, con tuần này rất là đắc cách này, tuần này rất là đắc cách này. Tài bạch mà có không kiếp thì dễ trắng tay, đổ bể, vỡ nợ, phá sản khi đi vào kinh doanh. Nhưng may có sao tuần nó cản trở lại. Khi nó cản trở lại thì cái sự liều lĩnh, cái sự táo bạo, cái sự bất chấp nó giảm đi. Thế nên là gì? Nó đầy đủ hơn, nó đỡ rủi ro hơn. Còn không kiếp thì chủ về liều lĩnh, táo bạo, kinh doanh làm liều, đầu cơ, tích trữ, vân vân. Nhưng mà khi mà với cái tổ hợp mệnh tướng phủ triều viên như thế này thì nếu mà lao vào kinh doanh là thất bại rồi. Tiếp theo tài bạch, thân cư tài bạch lại vô chính diệu, xem cung phúc đức. Phúc đức có tử vi tham lam, tử vi đi với hóa quyền. Đấy, tử vi đi với hóa quyền thì về cơ bản là khả năng quản lý tiền tài tốt. Mệnh lại có thiên phủ đi với cô quả. Nhưng mà tử vi đi với hóa quyền thì danh nhiều hơn lợi, thế nên nó vẫn bất lợi về kinh doanh. Tham lam mà đi với song hao thì nó chủ về gì? Chi tiêu phóng khoáng, tham vọng lớn, đầu tư kinh doanh buôn bán lớn, nhưng mà rủi ro. Rủi ro là gì? Chi nhiều nhưng mà thu lại ít. Tham lam của cung tài thì hay dùng tiền bạc, rồi là ăn uống chi dùng cho các mối quan hệ để phát triển về mặt kinh doanh buôn bán. Nhưng vì cung tài bạch có không kiếp đi với tướng phủ, thế nên là gì? Chỉ có mất chứ không có được, chỉ có mất chứ không có được. Thế nên nó khá là bất lợi đối với các việc dùng tiền tài để kết nối kinh doanh buôn bán làm giàu, không ổn, nói chung không ổn. Rồi tiếp theo, quan lộc của thiên tướng thì chăm chỉ chịu khó cần cù, thiên tướng thì trung thành, thiên tướng thì tận tụy, thiên tướng thì có ý chí, nghị lực và sự vươn lên. Thiên tướng thì làm việc nguyên tắc, làm việc cẩn thận, làm việc khoa học, thế nên là được cấp trên, sếp tin tưởng. Giao phó cho những trọng trách nhiệm vụ quan trọng. Quan lộc mà có thiên tướng đi với hỏa linh không kiếp thì cuộc trong cái con đường công việc lắm sóng gió, nhiều gian nan, nhiều trắc trở. Lại có tang môn bạch hổ, nó chủ về hay về lo lắng, hay về suy nghĩ, hay về ưu tư, hay về buồn phiền ở trong công việc. Cô thần quả tú mà đi với thiên tướng làm những lĩnh vực liên quan nghiên cứu, giáo dục, đào tạo thì đắc cách. Có thiên mã thì công việc là hay về thay đổi, hay về di chuyển, hay về di rời. Nhiều khi mình làm thành công xong lại cuối cùng lại bị di rời, thành ra lại người khác được hưởng. Khi mà tổ hợp cung mệnh tài quan tướng phủ đi với không kiếp như thế này,
mà cung quan lộc lại có lộc mã đến để khai phá, đến để phát triển, đến để làm giàu. Thì nhưng cuối cùng làm xong rồi thì để người khác hưởng. Đấy, quan lộc có thiên tướng đi với lục sát tinh. Thiên mã thì hay phải di chuyển công việc này, hay phải thay đổi nơi công tác này. Công việc có nhiều biến động này, nhiều thay đổi này, nhưng động là sinh tài, động là sinh tài. Nhưng mà khi tiền tài có rồi thì cũng không nên lao vào đầu tư kinh doanh. Đó, tang hổ là một, hỏa linh kình đà không kiếp là hai, rồi là lộc mã là ba. Lộc mã thì hay, đi với sát tinh thì rất bất chắc. Đấy là cung quan lộc của lá số này. Cơ bản nên làm những cái môi trường có tính phục vụ, có tính chuyên nghiệp, có cái tính ổn định, có cái sự quản lý, có cái sự chia sẻ kiến thức, có cái sự giáo dục đào tạo. Tại vì bản thân cái sao thiên phủ này tinh thần, khí lực các thứ nó khá là mạnh, khá là mạnh, tính tình bảo thủ chắc chắn, thì hợp những công việc liên quan đến chuyên nghiệp, liên quan phục vụ thì nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo, phúc đức cung, tử vi tham lang đi với hóa quyền, đi với hóa lộc, đi với tả hữu, với đắc tứ linh, rồi song hao. Về cơ bản là đời sống tinh thần, đời sống vật chất là cũng ổn, là cũng tốt. Đấy, tử vi đi với tả phụ hữu bật, lại có quyền, có lộc, nhiều như là quần thần khánh hội, thì tư tưởng tinh thần là có sự quyết đoán, có sự vươn lên. Đặc biệt là thân cư tài để chiếu của cung phúc đức, ý chí nghị lực, cái sự vươn lên là có, hoài bão là có, tham vọng là có, tham lang đi với hóa quyền cơ mà, tham vọng là có, nhưng mà đầu tư kinh doanh buôn bán lớn để mà làm giàu thì nói chung là thất bại. Đấy, tiếp theo là gì, phúc đức mà có tham lang đi với song hao, phúc đức tham lang đi với song hao thì về cơ bản là mồ mả tốt, mồ mả là tốt, nhưng phúc đức gặp triệt, cung thiên di lại sáng thì lập thân lập nghiệp của phương xa là đắc cách. Phúc đức mà như thế này, nhiều người trong dòng họ là thành công, thành danh, thành đạt. Tử vi bình hòa, tham lang hãm địa, gặp triệt sáng lên, cộng quyền, cộng lộc, tả hữu tứ linh. Đó, phúc đức như thế này, may mắn về gì? May mắn về đời sống tinh thần. Đó, may mắn về đời sống tinh thần, tốt đẹp về đời sống vật chất. Chỉ có điều là gì? Cũng phải hao tốn tiền tài khá là nhiều để đời sống tinh thần nó thoải mái hơn. Khi mà cung công việc có tang môn bạch hổ, nó chủ về áp lực, nó chủ về hay về đi lại, nó chủ về công việc biến động. Rồi cung thiên di, liêm trinh đào hoa, liêm trinh ra ngoài cởi mở, liêm trinh ra ngoài phóng khoáng, liêm trinh ra ngoài thì ăn nói giao tế giao tiếp tốt. Thất sát thì năng động, thất sát thì nhanh nhẹn, thất sát thì không thích ở nhà, thất sát thì thích xông pha đi khai phá các cái thị trường mới, các cái nơi nhận các cái công tác nhiệm vụ mới thì nó sẽ tốt hơn. Đặc biệt cung quan lộc lại có mã lộc, thất sát có tả phú bật thì ra ngoài là gì, quý nhân trợ giúp, có năng lực tác chiến, có năng lực độc lập, có năng lực lập kế hoạch và được mọi người tín nhiệm. Long chỉ phượng các hoa cái nó chủ về, cộng thêm với quyền lộc nó chủ về lợi cho các mặt phát triển liên quan đến công danh tài lộc ở cung thiên di, tức là lập thân lập nghiệp phương xa thì nó sẽ phát tài nơi phương xa. Đó, thất sát cũng có hình ảnh của nơi xa. Đó, thất sát liêm trinh, thất sát khi đi ra ngoài nói chung là đắc cách đối với tổ hợp lá số này. Tiếp theo cung phu thê, vũ khúc phá quân thì yêu mặn nồng, yêu đương say đắm, nhưng mà gì chán thì cũng gì cũng nói chung là cái đặc tính của phá quân của cung phu thê là bất lợi, chủ về gì lễ dễ ly tán, nếu mà ở xa nhau ra lập gia đình muộn thì đỡ xung khắc. Đà la là có hiện tượng là gì kéo dài trì trệ thị phi. Tiếp theo hóa lộc thì gì, ban đầu thì ăn ở mặn nồng nhưng càng về sau thấy con phá quân thì lạnh lùng đi, nhạt nhẽo đi một chút. Có lộc mã thì dễ ở xa nhau, mà ở xa nhau ra đối với lá số này là thuận. Vũ khúc thì vi quả tú, cô đơn cô quả, thế nên là cũng cái duyên về vợ chồng nó không được tốt cho lắm. Vợ cũng đảm đang, cũng năng động, cũng tháo vát, cũng có cái năng lực quản lý điều hành, đặc biệt liên quan đến tài chính và kinh tế. Vũ khúc đi với hóa lộc, đi với hóa quyền, gặp tả phù bật, cũng nữ nhân nam tính, cũng rất là đảm đang. Chỉ có điều là có một chút thị phi này, cá tính cũng rất là mạnh, nữ nhân nam tính. Bạch hổ tang môn cung phu thê khá là bất lợi, nhưng đối với con trai thì nó sẽ đỡ hơn. Đối với người con trai hơn, đỡ hơn. Thì đối với lá số này thì ở xa nhau ra thì được, chứ ở gần nhau thì rất mệt. Hóa lộc thiên mã thì thường là lấy vợ ở phương xa. Vợ chồng thì nói chung là lúc thì rất là mặn nồng, lúc thì rất là ân ái. Đấy là phá quân. Phá quân đặc tính của nó là biến động, biến đổi rất là mạnh. Lúc thì lại gì? Lúc mặn nồng ân ái, lúc thì lạnh nhạt, lúc lại thờ ơ hững hờ. Thế nên ở sau nhà, sau nhau ra nó sẽ đỡ hơn. Mệnh thì cô thần quả tú, phu thê vũ khúc vi cô quả. Cung tử tức có thiên đồng, đi với khôi việt khoa, con trai con gái đầy đủ cả. Sinh con gái trước thì dễ nuôi hơn, tại vì đất này đất thiên la địa võng. Sinh con cái thì gì, tam thai bát tọa thanh long long đức thì dễ sinh dễ đẻ thôi, dễ nuôi. Thiên đồng nó là phúc tinh, sinh mộ vượng sinh nhiều thì đông con nhiều cháu. Con cái thì khắc mẹ nhiều hơn khắc cha, do thái âm gặp hoa kỵ. Con cái sau này là gì, thành công thành danh thành đạt, có tiếng tăm, khôi việt khoa văn khúc ân quang. Nhưng mà dễ vướng vào cái chuyện là gì, học tài thi vận, đó là con hoa kỵ nó chiếu về. Tiếp theo cung tử tức nó đại diện cho gì, đại diện cho nhân viên cấp dưới, những người mình tin tưởng. Thì về cơ bản là khi mà thiên đồng là phúc tinh mà gặp gì sinh mộ vượng khôi việt khoa thì về cơ bản nhân viên cấp dưới đối xử với mình khá là tốt.
Nhưng mà vẫn phải đề phòng các cái vấn đề liên quan đến gì? Nhân viên cấp dưới là nữ, tại vì thái âm thì bị hóa kỵ, dễ làm cho mình là gì? Tổn hao về tinh thần. Rồi cung nô bộc có thiên lương, cách cục là dương lương xương lộc cơ nguyệt đồng lương hội sinh mộ vượng khôi việt khoa ân quang thiên quý, ra ngoài là gì? Quý nhân, trưởng bối, cấp trên nâng đỡ trợ giúp, bạn bè nhiều người là tốt với mình, thẳng với mình, có kiến thức, có trí tuệ, có thể trợ giúp tư vấn cho mình. Đấy, hóa khoa ở đâu thì quý nhân ở đó. Hóa khoa cung nô bộc thì gì? Kết giao với nhiều người có trí tuệ, có bằng cấp, có học hành, có danh dự, có uy tín, có khôi, có việt thì đúng là tượng là quý nhân. Quý nhân tiếp theo sinh mộ vượng nó chủ về tốt tâm tốt tính. Lương dương xương lộc thì bạn bè là gì? Công thành danh toại. Nhưng mà đối với các bạn bè liên quan đến nữ giới thì nó hơi bất lợi một chút, do thái âm gặp hóa kỵ, gặp phục binh. Tiếp theo bạn bè là gì? Nói chung là công thành danh toại, giỏi giang, văn xương văn khúc, thi thơ ca nhạc họa cũng được, làm chính trị cũng hay, làm về giáo viên cũng được, làm về giảng dạy cũng được, làm về từ thiện xã hội cũng hay. Nói chung là cung nô bộc này rất là đẹp này. Thiên lương nó là phúc tinh, lại có hóa khoa, lại có khôi việt, nói chung được nhờ bạn nhờ bè mà vươn lên. Có thể là nhờ về mặt tinh thần, về mặt trí tuệ, không cần nhờ về mặt vật chất nhá. Đấy cung nô bộc. Thiên lương thì nó chủ về thanh cao, nó chủ về danh dự, nó không chủ về vật chất. Thế nên nhờ về tinh thần, nhờ về kiến thức, nhờ về sự tư vấn cũng được rồi. Cung phụ mẫu thiên cơ thái âm thì hóa kỵ, có khoảng cách với mẹ, có xung đột xung khắc với mẹ. Đấy là thiên cơ thái âm thì hóa kỵ. Cha mẹ thì gì? Cha mẹ cũng đào hoa, cũng phong lưu một chút. Các vấn đề liên quan đến gì? Âm nhạc, hội họa, kiến trúc, mỹ thuật thì về cơ bản là bố mẹ rất khéo. Thiên cơ chủ về thông minh đa tài. Gặp văn xương văn khúc thì gì? Ăn nói giao tế, giao tiếp, văn hóa nghệ thuật đều giỏi. Gặp khôi việt thì bố mẹ cũng là quý nhân của mình, xếp cấp trên cũng là quý nhân của mình. Ân quang thì được bố mẹ xếp cấp trên che chở. Bố mẹ sinh mộ vượng chủ về tốt tâm tốt tính, phóng khoáng, tượng sống lâu sống thọ. Chỉ có điều thái âm đi hóa kỵ phục binh thì cung phụ mẫu, một là nó ám chỉ về bố mẹ, cái thứ hai là xếp cấp trên, thì các vấn đề liên quan đến xếp nữ thì hay xảy ra mâu thuẫn, xung đột xung khắc, rồi là thị phi hiểu lầm vân vân. Khi mà lại có khôi việt đi cùng thì kiểu như là gì? Giúp mình lại có một cái gì đó, ràng buộc gì đó. Đấy, cung phụ mẫu cuối cùng là gì? Hơi đau đầu về phụ mẫu xếp cấp trên một chút, cơ đối với kỵ, suy nghĩ tinh thần stress một chút liên quan xếp cấp trên. Xấu thì không quá xấu, chỉ có điều là gì? Dễ phát sinh xung đột xung khắc thị phi. Cung huynh đệ rất là đẹp. Thái dương thì phần nhiều là gì? Anh em trai nhiều hơn anh em chị em gái. Thái dương mà đi với dương lương xương lộc đào hồng hỷ thì trai gái đầy đủ cả, trai gái đầy đủ cả. Có thiên hình thì có một chút hình khác. Cung huynh đệ như thế này, anh em là công thành danh toại, trí tuệ, thông minh, quang minh, chính đại, phóng khoáng, trợ giúp nhau được. Như vậy lá số này được cung huynh đệ và cung nô bộc cực kỳ là tốt này. Thái dương đi văn xương, đi với lộc tồn, hội thiên lương, lại có đào hồng ỷ thai phụ phong có ân quang thiên quý, chủ về gì? Ra ngoài dễ kết giao được với những người bạn bè nặng tình, nặng nghĩa, tri âm, tri kỷ, vân vân. Mà tất cả đều là thành công, thành danh, thành đạt đối với cung huynh đệ và cung nô bộc của lá số này. Cực kỳ đẹp, dương lương xương lộc. Thái dương đi với thiên hình, đi với lộc tồn, tướng quân quốc ấn thì gì? Bạn bè rồi là anh em dễ làm trong những ngành nghề liên quan đến quân đội, công an, cảnh sát, rồi chính trị gia, rồi luật sư, nói chung đều làm được. Làm về nghiên cứu, làm về văn hóa nghệ thuật, làm về biểu diễn, diễn viên là cũng đắc cách. Dương lương xương lộc lại đi với đào hồng hỷ, tam minh hiển đạt, lại có hóa khoa, lại có chủ về danh tiếng. Nói chung cung huynh đệ này đẹp. Cung huynh đệ thái dương là gì? Ngũ thái dương miếu cũng ảnh hưởng hỏa sinh cho mệnh thổ, thế nên được nhờ anh em. Mặc dù là gì, thái dương đi với thiên hình thì nhiều khi là cá tính của anh chị em rất là mạnh. Rồi tiếp theo tật ách cung vô chính diệu, gặp tuần thì ít bệnh ít tật. Đấy, có linh, có hỏa linh ở đây thì hơi thi thoảng có bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp nóng trong. Có kiếp sát là 1, có thiên hình là 2, mà có âm dương gặp hóa kỵ là 3. Dễ động chạm giao kéo một chút. Mà cơ âm đi với hóa kỵ thì nó chủ về mắt hơi kém. Tiếp theo bệnh là gen di truyền từ mẹ nhiều hơn cha. Thái âm đi với hóa kỵ, cơ đi với kỵ mà đi với linh thì nhiều khi là gì? Hơi đau đầu, hơi căng thẳng thần kinh, mất ngủ, stress một chút, suy nghĩ một chút. Được cái cung tật ách này là vô chính diệu, thế nên là không đáng ngại. Vô chính diệu âm dương sáng gặp quang quý. Gặp quang quý tức là gì? Có bệnh là gặp thầy, gặp thuốc. Còn thái âm thì cần thái âm mà đi với xương khúc, đi với đào hồng, những bệnh liên quan đến thận, liên quan bàng quang. Còn cơ đi với kỵ liên quan đến tinh thần. Rồi cung điên trạch mà có cự môn thì là ám tinh, nhưng mà được cái có thái dương sáng chiếu, có lộc tồn chiếu, thế nên là gì? Tuy là ám tinh, đất đai các thứ là khó được thừa hưởng của cải của ông bà cha mẹ. Đất đai là gì? Nếu mà kể cả có thừa hưởng thừa kế thì hay diễn ra là mâu thuẫn, tranh chấp, thị phi. Thêm thiên hình thì dễ kiện tụng.
Đó, được cái là cung Điện Trạch này có tam thai bát tọa, thì sau này mua sắm nhà tam thai bát tọa thì bị lộc tồn, thì cái việc mua sắm nhà cửa đất đai thì nó hanh thông thuận lợi, mặc dù vẫn có chút trục trặc, có chút thị phi do ở thế thiên la địa võng và cự đi về hình. Nhưng mà vì vì ở đây là cự môn hãm địa, nhưng mà được thái dương miếu địa sáng chiếu lại có cả lộc tồn, thế nên nó giải đi cái ám tình cự môn, thế nên là càng về sau thì cái việc mua sắm đất đai các thứ thì nó hanh thông thuận lợi hơn, hanh thông thuận lợi hơn. Rồi Điền Trạch mà cứ cự môn này hay gần ở gần những cái nơi ồn ào náo nhiệt đông người, dễ xảy ra cái vã và thị phi, nói chung là gia đạo hơi lục đục một chút, hơi lục đục một chút đối với cung Điền Trạch mà cự môn như thế này. Tiếp theo là đi vào các đại vận của anh đi. Đại vận đầu tiên 5 đến 14 sóng gió trắc trở. Đấy, kinh tế gia đình làm ăn các thứ nó không được tốt, đó là thiên phủ gặp không kiết. Đấy, bản thân anh trong cái đại vận này là gì, học hành sức khỏe các thứ nó không được hanh thông thuận lợi cho lắm. Đại vận thứ hai 15 đến 24 cơ hội đổi đời là bắt đầu. Đấy, thái dương dễ được quý nhân trợ giúp, đi xa là có người trợ lực. Thả đại vận này trí tuệ phát huy này, đấy, dễ được đề bạt, dễ được cấp nhắc dương lương xương lộc này, thi cử các thứ là dễ chiếm bảng vàng, dễ đứng đầu. Đại vận này nói chung là tốt, bản thân anh tốt, anh chị em của mình cũng khá là tốt, dương lương xương lộc đi với đào hồng hỷ tam minh hiển đạt, như bông hoa khoe sắc ở giữa giữa trời sáng. Đấy là tổ hợp cung huynh đệ và đại vận 15 đến 24. Đây là một cái đại vận có thể nói là gì, đẹp, gần như là đẹp nhất cuộc đời của anh đấy, rất rất đẹp. 15 đến 24 công thành danh toại, học hành là tốt, học hành cực kỳ tốt, nhiều cái vận may đến trong cái đại vận 15 đến 24. Nhưng mà thái dương đi vì thiên hình thì hơi bất lợi về sức khỏe người cha một chút nhé, thái dương vì thiên hình có một chút hình khắc. Đại vận 25 34 là đại vận gì, đại vận này chủ về khai sáng, khai phá, khám phá, mở mang, cách mạng, đột phá, xung phong. Đại vận này có nhiều biến động và thay đổi, dễ thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi nơi công tác, thay đổi nơi làm việc, từ đó mà phát sinh gì, quý nhân, phát sinh người trợ giúp, phát sinh ra tiền tài. Nhưng cái việc xuất hành xuất ngoại đi xa thì nó cũng ban đầu nó cũng hơi trục trặc một chút do con sao Đà La, nhưng mà được cái có lộc má, có tả hữu, có quyền lộc, có tứ linh thì về cơ bản cuối cùng là gì, hanh thông thuận lợi, mặc dù vẫn có chút bất chắc. Nhưng đối với anh trong tất cả các đại vận cũng như đại vận này thì nó không hợp và tham gia kinh doanh buôn bán làm giàu cho lắm. À, chỉ nên làm gì, làm quản lý, làm trợ lý, làm điều hành thì nó sẽ đắc cách hơn, hoặc làm được về khoa học kỹ thuật công nghệ thì nó tốt hơn, chứ còn tham gia vào kinh doanh trực tiếp đối với anh thì nó rất bất lợi và không hợp cho lắm. 25 34 đại vận này cũng khá bất lợi về mặt tình yêu tình ái, gia đạo là gì, thăng trầm, lúc thì tình cảm mặn nồng, khi lạnh nhạt thờ ơ, đấy là vũ khúc phá quân như với Đà La, bản thân anh có cô quả nữa. 35 đến 44 đại vận này có tam thai bát tọa thanh long long đức thì đắc cách, may mắn, cát lành, vui vẻ, hỷ tín, sinh mộ vượng khôi việt khoa, quý nhân trợ giúp nhiều. Đại vận này có thiên đồng là gì, đại vận này mà có thiên đồng thì người ta gọi là cái ý chí, cái nghị lực nó giảm đi, những cái sự hưởng thụ về mặt tinh thần, về mặt vật chất nó tăng lên cao. Cơ bản đại vận này hanh thông thuận lợi, có một chút xung khắc xung đột liên quan đến nữ nhân thôi. Trong cái đại vận này liên quan đến nữ nhân, liên quan sếp cấp trên, liên quan mẹ, có một chút xung khắc xung đột thị phi, thái âm thì hóa kỵ phục binh. Nhưng cơ bản đại vận này không có gì xấu cả, mà là một cái đại vận tốt. 45 đến 54 đại vận gì, đại vận này là gì, đắc tam không, nhưng mà có không kiếp kình dương tướng phủ triều viên tử tham đi hóa quyền. Nếu tham gia vào đầu tư kinh doanh buôn bán thì cẩn thận là gì, có danh nhưng không có lợi, có tiếng nhưng không có miếng. 45 54 đại vận này rủi ro trùng trùng điệp điệp liên quan tiền bạc, không kiếp song hao kình dương hỏa tinh. Đó, đại vận này nó chủ về vất vả, ngược xuôi, bôn ba bôn tổng, thiên mã chiếu về, đại vận này danh lớn hơn lợi. Còn không tham gia vào kinh doanh buôn bán thì về cơ bản tốt. Đại vận này nó chủ về gì, dễ thăng chức thăng quyền, đó là tử vi hóa quyền với tham lam. Đại vận này phát sinh tham vọng lớn, nhưng đại vận này về cơ bản cuối cùng là sóng gió, là trắc trở, là hiểm nguy. Đó, là hiểm nguy, là rủi ro. Còn 55 đến 64 đại vận này là gì, cũng vô chính diệu, đắc tam không, có âm dương sáng, có xương khúc, rồi có quang quý, có lộc tồn, thì về cơ bản cũng là một cái đại vận cát. Nhưng vì đại vận là thiên không là một, thái âm hóa kỵ phục binh là hai, cũng bất lợi về tiền bạc, bất lợi về tình ái. Vậy cũng khuyên anh là không nên tham gia vào đầu tư kinh doanh buôn bán. Đại vận này hợp nhất các vấn đề liên quan đến gì, trí tuệ, liên quan sáng tạo, đó là thiên cơ, đó là âm dương sáng, đó là thiên không, trí tuệ, sáng tạo, phát minh thì nó sẽ đắc cách hơn là đi vào kinh doanh buôn bán. Tiếp theo 65 đến 74 cũng là đại vận tốt của anh này, liêm chính thất sát, tả hữu tứ linh đi với quyền lộc thì về cơ bản may mắn, nói chung nhiều cái may mắn. Đại vận 75 đến 84 lương dương xương lộc khôi việt khoa, ân quang thiên quý văn xương văn khúc cũng là cái đại vận may mắn,
Như vậy là số của anh hai cái đại vận, hai cái đại vận mà to to tuổi một chút, 65 75 là một. Thiên đại vận mà gặp thiên lương thì gì? Sống lâu sống thọ, ốm đau bệnh tật là gặp thầy gặp thuốc, đó thiên lương là phúc tinh. Thế nên tượng của lá số này. Đấy, tượng của lá số này thêm một lời khuyên nữa, để mà sống lâu sống thọ thì cũng phải hạn chế tham sân si về mặt tiền bạc. Tại vì sao? Mệnh là thiên phủ đi với không kiếp. Cung quan lộc thì có lộc mã nhưng mà đi với hỏa linh không kiếp. Nếu mà quá tham sân si về mặt tiền bạc thì e rằng là tuổi thọ nó sẽ giảm đi. Vậy thôi. Tiếp theo 2023 của anh nha, lưu hóa kỵ vào cung phúc đức, gặp tử vi tham lang đi hóa quyền. Liên quan tình yêu tình ái thì dễ gặp thị phi trục trặc hao tài tốn của. Hóa quyền mà đi với hóa kỵ thì có cái ý vị là gì? Tranh quyền đoạt vị. Đấy, cũng gây ra thị phi. Đấy, dễ phát sinh buồn phiền, đấy là khốc hư chiếu về. Đấy là vấn đề thứ nhất này. Đại vận này muốn thăng quan tiến chức đấy là cũng khó đấy. Tử vi tham lang đi với quyền nhưng mà lại gặp hóa kỵ. Rồi lưu tuế, lưu khốc, lưu hư động của cung tài không tiếp song hao, năm nay lại chi tiêu một khoản tiền lớn thì không biết là đầu tư hay là mất mát gì đó. Nhưng mà khi đi với không kiếp song hao thì phần đa là gì? Không thuận lợi. Lưu mã, lưu tang của cung phu thê, chuyện tình cảm vợ chồng năm nay là lục đục, nhiều buồn phiền. Lưu lộc tồn của cung nô bộc, bạn bè năm nay đắc tài sai lộc. Lưu kình dương của cung thiên di, lợi về công danh, lợi về công danh. Lưu bạch hổ, lưu tăng môn, lưu đà la của cung quan lộc, công việc năm nay có chút trì trệ, có một chút buồn phiền, có một chút lo âu lo lắng, hơi căng thẳng đầu óc một chút. Tiểu hạn năm mão của anh là vào cung thiên di, năm nay lợi về xuất hành xuất ngoại đi xa, có quý nhân trợ giúp, dễ thăng quan tiến chức. Nhưng vì tử vi tham lang hóa quyền gặp hóa kỵ, thế nên là gì? Kể cả có thăng quan tiến chức cũng gặp nhiều rủi ro, tranh chấp thị phi và hao tài tốn của rất nhiều thì mới được, may ra thì mới được. Nó không được chắc chắn cho lắm trong cái đại vận này. Trong cái tiểu hạn năm mão, liêm sát tả hữu tứ linh đi với quyền lộc. Năm nay anh 55 tuổi, 55 tuổi thì vào cung tật ách. Đấy, cơ đi với kỵ, đi với linh thì các cái vấn đề liên quan đến gì? Tính toán, lập kế hoạch, phát triển nó khó thành công. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thái âm đi với hóa kỵ phục binh khá là bất lợi về mặt đầu tư, tiền bạc. Bất lợi liên quan đến gì? Nữ nhân, đó là sếp cấp trên là nữ, đó là mẹ, đó là vợ, đó là con gái. Đấy, mẹ vợ con gái dễ gặp nhiều trục trặc thị phi. Năm nay về cơ bản là không có gì xấu cả, nhưng hơi bất lợi về vấn đề liên quan đến tổ chức, lập kế hoạch, liên quan tiền bạc tình ái. Năm nay 55 tuổi, đại vận lưu niên trùng phùng, có xương khúc, có quang quý, âm dương sáng chiếu. Âm dương sáng chiếu rồi là thai phụ phong cáo thì về cơ bản cũng lợi về công danh, lợi về tài lộc. Nhưng lợi danh nhiều hơn lợi tài anh nhé. Lợi danh nhiều hơn lợi tài, đấy là cái chính của năm nay. Và khi mà cái đại vận lưu niên nó trùng phùng mà lại đắc tam không như thế này thì nó vẫn chủ về bạo phát bạo tàn. Vậy nếu anh đầu tư kinh doanh buôn bán thì nó sẽ khá là rủi ro, cũng không nên tham gia quá sâu. Hợp cho những ngành nghề liên quan đến sáng tạo, phát triển, tư duy thì nó sẽ đắc cách đối với sao thiên cơ. Tiếp theo, lưu ý đến anh các cái tháng cát hung trong năm 2022. Về cơ bản là năm bán cát bán hung này. Đầu tiên tháng 1 đây, tháng 1 là trục trặc thị phi liên quan tiền bạc và tình ái. Tháng 2 cũng thị phi hao tài tốn của, tranh chấp chức vị quyền hành. Tháng 3 thị phi nhưng mà ý vị của nó nhẹ, có một chút bất mãn. Tháng 4 thì gì? Công việc các thứ là thay đổi, hay phải đi lại, hao tâm tổn trí. Căng thẳng, sóng gió, trắc trở. Đấy, tháng 4 nhiều vất vả. Tháng 5 thì quý nhân trợ giúp, dễ thăng quan tiến chức, danh dự uy tín được tăng lên rất nhiều. Tháng 5 nhiều may mắn. Tháng 6 cũng là cái tháng xuất hành xuất ngoại đi xa thuận lợi, hành thông, quý nhân trợ giúp. Tháng 7 là cái tháng mà cũng gì? Nó chủ về đau đầu, mệt mỏi, nhức óc, tiền bạc tình ái bất lợi. Tháng 8 thì rất bất lợi về mặt tiền bạc, bất lợi về mặt tiền bạc thị phi, về mặt tiền bạc hao tài tốn của. Tháng 9 thì lại may mắn, cát lành, hành thông thuận lợi. Tháng 10 thì chủ về bán cát bán hung. Vũ khúc đi với lộc quyền, nhưng vũ khúc phá quân lại hãm địa, thế nên bán cát bán hung. Tháng 11 rất tốt về mặt công danh, về mặt tài lộc, về mặt hưởng thụ, vân vân. Tháng 11, tháng 12 thì bất lợi nhất liên quan đến mặt tiền tài, liên quan đến đầu tư. Thì như vậy là anh cần chú ý tháng 4 là một, tháng 2, tháng 4, tháng 8 và tháng 12 là những cái tháng vô cùng bất lợi. Tháng 1 nữa, 1, 2, 4, 8, 12. Tháng nào qua rồi thì mình chiêm nghiệm anh nhé. Rồi, xin chào anh chị ạ.